Cần phun nước kìa quý vị ơi. Cần phun nước nè, lòng phun nước định hôm nè. Đó, hè dữ rồi, hè dữ rồi. Hè ướt mình hết trơn luôn nha. Đẹp luôn, khỏi biết sao kìa. Đức Phật kìa. Quá đẹp luôn, cảnh này đẹp như cách này. Sao gồng phun lửa ra phun nước luôn kìa. Bác vô xe chạy á quý vị ơi. Bác vô đây, xe chạy á. Ủa này gồng bự, gồng to. Dữ lắm rồi kìa trời ơi, người ta kìa trời. Ướt hết rồi. Ướt thôi luôn. Ướt thì ướt máy luôn hả? Ướt luôn nè. Ủa đông quá hả cả nhà ơi. Em cho hỏi mấy mình trên YouTube ngoài đường nha. Dạ phải. Dạ cảm ơn cô chú nha. Về bấm lên là có mình ở chỗ này đó cô chú tàn hình hết rồi đó. Dạ. 2019-2024 ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ một vị Phật lâm vào tại miền Nam đất Việt. Ủa, cái 85 là cái gì? 85 năm kỷ niệm luôn, tức là vào năm 1939 năm 2024 là 85 năm. Quá rồi. Một vị Phật lâm phàm tại miền Nam nước Việt cho cô chú anh chị lấy giáo lý học Phật công nhân đền đáp tương đại trong ăn theo đường hướng thì vì đạo pháp vì dân tộc. Ở đây xã Vĩnh Sương. Mỗi tay quá quý vị ơi. Rủ nhau đi Phật ly tài ắt lên nha quý vị. Những cái mô hình rất là đẹp. Ở đây tất cả đều là mô hình sống cả nha. Quá trời mỗi tay rồi. Ô Quan Âm kìa. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá, thấy rồi, bác thấy rồi, bác con rồi. Đẹp không âm nha. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng Đức Thầy mở ta hiểu tuần tiên, mở bút mừng tiết lộ đi. Cái này tôi nhớ rồi đi. Phải, cái đó là mô hình của Đức Phật Thích Ca lúc mà Ngài đản sanh đó cô chú anh chị. Bảy đó xem vậy. 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 Đây thì phía sau bốn thầy trò thỉnh kinh. Lúc này thỉnh kinh đi về lên trên gùa gặp nạn kiếp nạn chó này cô chú anh chị. Sư phụ. Sư phụ quá trời. Thôi chị đưa thầy tới quý vị ơi. Đây cái nơi quý vị. Đây tất cả mọi người trở về đây. Trời con già cũng 30 tuổi rồi cô. Cảm ơn cô nha. Quá rồi quý bạn.
chân dung của Đức Thầy đã về tới rồi quý vị ơi. Sẽ làm lễ và di chuyển vào bên trong chùa nha. Ở đây ta đang làm lễ. Đi 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 anh chàng. Để gì đâu tiền thánh nhân chung thầy vô nè quý vị. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức đại lễ phương đại đạo xin thay mặt chào mừng đoàn xe hoa công trình thánh nhân đức thầy từ tổ đình về an thọ tự thường để nó lên thị trường chung đó của ban thường tự tổ đình quan tự quan khắc và toàn thể những vị đạo đạo cung thỉnh chân dung đức Phật giáo hội về đến an hòa tự để an vị nơi chánh điện. Quá ơi quý vị ơi, đen người ta kìa, đang múa chào mừng kìa, em gái, cái kéo cái này lên giùm anh nhé đi cưng, ừ, cảm ơn nhiều. Do tại nó móc tối một cái là rồi luôn, chơi lượng tay tay ở ngoài. Đúng rồi. Không có cha đâu. Đâu đâu mà cái gì gì để siêu đi. Vô chè vô cào mà để cho nó. Ông già ông chỉ đứng nhau quay tiền cái cảm ơn chưa cho vô tôi đi quay đi ông nào còn đứng quay tiền còn lại thầy thì dùng cảm ơn xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Lượng vị viên thường trực trưởng ban tổ chức và nhân sự phó trưởng ban rất là trang nghiêm đại lễ đến điều hành trân trọng kính mời ông. Dạ không có. Bây giờ chân dung của Đức Thầy đã... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách và toàn thể quý vị đồng đạo kính mến. Kính mừng đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 85 năm ngày Đức Thầy khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo sẽ tổ chức đại lễ trọng thể tại lễ đài chùa An Hòa Tự. Trong chương trình ngày 18 tháng 5, đoàn xe hoa và ban trị sự Trung ương đến tổ đình để kính lễ các ngôi thờ và cung thỉnh chân dung Đức Thầy lên xe hoa trở về an nghỉ tại chùa An Hòa Tự. Và chúng ta sẽ cầu nguyện quốc thới dân an nơi chánh điện chùa An Hòa Tự để tiến đến lễ đài khai mạc hoàn thành chánh lễ. Trong giờ phút trân trọng, chúng ta vừa kính thỉnh chân dung Đức Thầy từ tổ đình đến an nghỉ tại chánh điện chùa An Hòa Tự đã xong. Sau đây mời quý vị chúng ta trang nghiêm hướng về chân dung Đức Thầy trong kính lễ thống nhất. Kính lễ kính thường. Kính lễ kính xong mời quý vị đồng xá hai xá. Sau đây thay mặt ban tổ chức đại lễ chúng tôi trân trọng kính mời ban trị sự Trung ương, các vị trong thân tộc tổ đình, ban quản tự của An Hòa Tự và toàn thể quý vị đồng đạo cùng đi chúng ta đến nơi chánh điện chùa An Hòa Tự để thực hiện nghi thức cầu nguyện. Trân trọng kính mời. Và trong giờ phút trân trọng này, một lần nữa thay mặt ban tổ chức đại lễ, chúng tôi xin trân trọng kính mời các vị đồng đạo có mặt trong khuôn viên chùa An Hòa Tự cũng như phía trước, chúng ta lột khăn nón và cùng hướng về nơi chánh điện chùa An Hòa Tự để thực hiện phần nghi thức cầu nguyện theo chương trình của ban trị sự Trung ương. Một lần nữa chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị đồng đạo có mặt. Mời quý vị chúng ta đứng thành hàng
trang nghiêm. Em vẫn xích vô nè, nè. Quý vị bảo vệ phải không? Ở trong này em vẫn xích trong, ừ, xin ra ngoài cho em. Chúng ta cũng trang nghiêm và làm hướng về chùa An Bình Thủy. Tao làm vô cũng vui lắm rồi nè. Trước khi đi vào nghi thức cầu nguyện, chúng tôi trân trọng kính mời đại diện Ba Quản Tự đến chống tu và đại diện trân trọng kính mời. Để chụp hình lên rồi nó đẹp quá ông. Vậy đó mình chụp hình nó đẹp chứ để bảo vệ đứng thì sao mấy ông đứng trước. Ngay chừng. Mưa luôn. Chim mới đầu bay về rồi mấy cô thấy không? Nhóc hết trơn luôn kìa, chim kìa. Bắt đầu bay về chùa tùm lum hết trơn. Chim về chùa hả con? Chim về chùa hả?